Em xin chào các bác ạ, thì hôm nay bên em lại có đơn gửi cho bác khách Lê Xuân Sinh ở Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam. Và đây là cái con súp GD Bát 30 các bác nhé. Cái đơn hàng này thì trong clip này thì thứ nhất là em test hàng, kiểm tra tất cả các hoạt động của con súp trước khi mà bán ra khách hàng. Và thứ hai cũng là giới thiệu cho bác cái dòng sản phẩm GD 30 này. Và bên em bán cực kỳ là chạy hàng các bác nhé. Cái con GD 30 của GD này. Và cái con SW12B, tức con mã mới là KS312SA, là bên em bán cực kỳ là chạy. Và các bác có thể thấy là có hai đơn ở đây là em đã test rồi, và em dán lại cái băng dính của DB Acoustic đây và chuẩn bị là bàn giao cho khách hàng. Và bác Grab đang đứng ở đây chờ rồi các bác nhé. Hôm nay bên em có rất là nhiều các đơn hàng để mà gửi đi cho các khách hàng. Và trong clip này em sẽ làm về con GD Bass 30. Đây là một dòng loa súp điện Bass 30 và bên em đang bán với giá là khoảng 3,5 triệu, một cái mức giá cực kỳ là hợp lý luôn ạ. Và cái dòng này là cái dòng hàng chính hãng của thương hiệu GD Audio và sẽ có đầy đủ tem mác của nhà sản xuất ở ngay trên e căng này, rồi tem mác ở phía đằng sau con loa súp này. Và ngoài ra khi mà các bác nhận hàng thì sẽ có tem của lương âm thanh hoặc cái tem chứng thực là bên em đã kiểm tra, đã test hàng rồi thì bên em mới dán cái tem đấy trước khi mà bên em đóng gói và gửi đi cho khách hàng. Và cái phần loa súp này các bác nhá, nhìn nó là Bass 30 thế nên nhìn nó rất là nhỏ gọn. Và cái phần e-căng của nó thì nó sẽ có hai lớp e-căng bằng kim loại rồi e-căng bằng vải dù. Và đằng sau các bác có thể thấy là cái phần bắt loa màu trắng này. Đây là loa Bass 30 các bác nhé. Cái phần màu trắng các bác nhìn thấy nó chỉ là cái phần rốn loa bên trong thôi. Và nó sẽ còn có cả vành loa nữa chứ nó không nhỏ như này đâu. Nó sẽ có cả vành nữa và cái phần đường kính của nó sẽ rơi vào khoảng 30 phân. Đấy, và cái phần e-căng sẽ có hai lớp e-căng này bằng kim loại, e-căng bằng vải dù. E-căng kim loại thì để chống tác động vật lý, ví dụ như ai vào đập gì mà nó nhỡ làm thủng loa ấy, thì cái phần e-căng này nó sẽ tránh được cái phần tác động đấy. Và phần e-căng đằng sau bằng vải dù thì nó sẽ tránh những cái con côn trùng nó chui vào bên trong làm bẩn loa, bụi bẩn nó rơi vào bên trong làm bẩn loa. Đấy, và hai bên sẽ có cái tay cầm để các bác có thể tiện lợi di chuyển nó đi. Và cái phần lớp gỗ của cái con GD Audio này nó được sơn sần đen và đã được qua xử lý mối mọt rồi. Đấy, sơn bóng nhìn trông rất là bóng bẩy. Đấy, và nhìn nó trông rất là sang trọng đúng không ạ? Và phía mạch điện đằng sau thì cũng như bao con loa súp khác, nó cũng sẽ có những cái nút về chỉnh âm lượng, volume của loa súp. Thứ hai là chỉnh cái phần tần số của loa súp để nó hoạt động. Các bác có thể là cắt nó giải tần bao nhiêu tùy vào cái tai nghe, tùy vào sở thích của các bác. Nếu các bác cảm thấy là nó chưa đủ sâu thì các bác vặn về phía bên trái. Mà các bác thấy nó sâu quá, tiếng nó đuối quá, các bác hơi vặn lên tí để tiếng nó đanh lại. Đấy là cái phần cắt tần, có nghĩa là các bác quyết định là giải tần nó hoạt động từ bao nhiêu hẹp đến bao nhiêu hẹp thì các bác vặn ở đây nhá. Và nó sẽ có hai cái cổng đường vào kết nối, một là cái đường hoa sen. Thì vừa nãy là các bác nghe em test cái loa ấy, là em lấy đường tiếng từ cái con loa, từ cái con vang KM330 của DB Acoustic. Đây, cái con màu đen này các bác nhá. Em đang lấy dây từ con này ra này bằng đường hoa sen. Và các bác cũng có thể lấy cái đường Canon từ loa súp các bác cắm vào đây. Và con này nó chạy là chạy chế độ mono nhá, cái tiếng súp thì tiếng mono, thế nên các bác cắm một dây hay là hai dây đều được. Đấy, nó chỉ cần một đứa dây thôi là nó cũng lên rồi. Và nó sẽ có cái nút đảo pha ở đây. Cái nút đảo pha này thì các bác nhấn lên hoặc là nhấn xuống, khi mà các bác thấy nhấn ở đẹp ở vị trí nào mà cái tiếng loa nó căng nhất, nó nghe nó to hơn ấy, thì là các bác để nguyên vị trí đấy giúp em. Đấy, và cái đường cổng vào của nó thì sẽ là đường 220V. Nguồn điện lưới gia đình các bác nhá. Còn đây là cái phần tản nhiệt cho cái mạch phân tần ở phía đằng sau này, cho cái mạch điện của con loa súp này. Và ở đằng sau nó sẽ có một số cái thông tin của loa. Giải tần chơi từ 30Hz đến 180. Con này em nghĩ nó chỉ khoảng 40 thôi chứ không được đến 30 đâu. Đấy, nhưng mà nó không cắt sâu được đến 30 đâu các bác nhá. Nó chỉ khoảng 40Hz thôi nhưng mà thế là cũng quá ok rồi. Và các bác nên chơi cái con này với cái con loa súp rơi vào khoảng 500W như thế này thì các bác nên chơi ở mặt sàn khoảng 30m² trở xuống là nó hợp lý nhất. Ở đây là em đã test cho các bác là ở mặt sàn 120m². Và cái trở kháng của nó là 8 ohm. Cái công suất của nó là 300W thôi các bác nhá. Công suất là 300W, với em nói nhầm, đây là công suất cực đại của nó thôi. Công suất thường là 300W và chơi ở trở kháng là 8 ohm. Chơi mặt sàn 30m² trở xuống là hợp lý nhất. Khoảng 20m² thôi thì càng hay. Đấy, và các bác khi mà có những cái con loa súp này vào thì dàn âm thanh của bác nghe sẽ hoàn hảo hơn rất là nhiều. Bởi vì nó bổ sung cái giải tần siêu trầm, những cái giải tần mà con loa full nó không chạm đến được.
Chính vì có những con la súp này thì âm thanh của bác nghe nó mới hay, nghe nó mới dày tiếng, nghe nó ấm tiếng. Còn nếu mà không có con la súp thì nghe cái bản nhạc nghe nó sẽ rất là thiếu một cái gì đó. Khi mà bác có súp rồi mà các bác tắt súp đi thì các bác sẽ nghe thấy nó khác hoàn toàn luôn các bác nhá. Nếu mà ai chưa nghe loa súp bao giờ thì cảm thấy như là lôi loa phun nhà mình hay lắm rồi. Nhưng mà khi mà có loa súp vào ấy, một số bác nhá, khi mà mới mua loa súp lắp vào cứ bảo tôi cứ thấy tiếng nó bụp 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 nó chả hay. Nhưng mà nghe dần thành quen, khi mà tắt loa súp đi một cái chỉ có loa phun thôi lại bảo ôi không, bây giờ không có loa súp nghe nó không ra cái gì. Đấy, thế nên là khi mà có loa súp vào thì âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Các bác nghe những cái bản nhạc sàn là EDM hay là kể cả những cái nhạc bolero thì những phần trống của nó nghe nó đã tai hơn rất là nhiều các bác nhé. Và khi hát thì có loa súp vào thì tiếng mic nó cũng sẽ ấm hơn nữa. Đấy là những cái ưu điểm khi mà trong dàn âm thanh nó có thêm cái loa súp. Và để biết thêm thông tin chi tiết về cái dòng loa này, các bác hãy liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988 646 683 các bác nhé.